Giá cà phê hôm nay ngày 22 tháng 2 năm 2024 trong khoảng 81.900, 82.500 đồng 1 kg. Cà phê Robusta còn nguyên mối lo ngại về nguồn cung từ các nước sản xuất chính ở châu Á, giá cà phê hai sàn cùng tăng trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ tài chính trên sàn. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2024 tăng 4 đô la Mỹ một tấn ở mức 3.252 đô la Mỹ một tấn, giao tháng 5 năm 2024 tăng 31 đô la Mỹ một tấn, ở mức 3.177 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 5 năm 2024 tăng 1,85 cent LB, ở mức 188,1 cent LB, giao tháng 7 năm 2024 tăng 1,6 cent LB, ở mức 186,65 cent LB. Giá cà phê hai sàn cùng tăng trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh của các quỹ đầu cơ tài chính trên sàn. Phiên hôm trước, tuy giá cà phê kỳ hạn sàn London sụt giảm nhưng giá tại thị trường nội địa Việt Nam vẫn tăng do nhu cầu mua của giới thương nhân xuất khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tháng 1 năm 2024, xuất khẩu cà phê đạt 230.000 tấn với giá trị đạt 623 triệu đô la Mỹ tăng 61,6% về khối lượng và tăng 100,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Nửa đầu tháng 2 năm 2024 là thời điểm nguồn cung từ Việt Nam bị chững lại do kỳ nghỉ Tết nguyên đáng kéo dài. Do vậy lực mua xuất khẩu tăng mạnh thời điểm này để đáp ứng các đơn hàng quý tháng 1 năm 2024. Giá cà phê Robota còn nguyên mối lo ngại về nguồn cung từ các nước sản xuất chính ở châu Á. Ngày 20 tháng 2, Dữ liệu báo cáo của sàn London cho thấy mức tồn kho tiếp tục sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục ở 19.600 tấn, khoảng 326.667 bao, bao 60 kg, mức thấp từ năm 2014. Lo ngại rủi ro tăng cao khi nhóm Houthi đã bắn tên lửa đạn đạo chống hạm vào một tàu chở hàng của Anh đang lưu thông trong khu vực biển Đỏ hôm cuối tuần. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 81.900 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Em Mờ Ga, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay ở mức 82.400 đồng 1 kg. Tại huyện Ea Hờ Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc, giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 82.300 đồng 1 kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, Giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 82.500 đồng 1 kg tại Gia Nghĩa và 82.400 đồng 1 kg ở Đắk Trời Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 82.300 đồng 1 kg, Chư Prong, ở Pleiku và La Krai cùng giá 82.200 đồng 1 kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 82.200 đồng 1 kg, thị trường cà phê trong nước quay đầu tăng so với cùng thời điểm hôm qua.